bên em xin kính chào tất cả quý khách hàng thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cặp củ phát điện mẹc của ý công suất 6 kva và 7 kva nha quý khách hàng thì cặp này thì bên em đã làm hoàn thiện buli mặt bích và có video tết tải từ từng chiếc củ rồi nha quý khách hàng thì sau khi bên em lắp hoàn thiện thì bên em quay lại gửi đến tất cả quý khách hàng Quý khách hàng nào đang quan tâm đến dòng củ vắt điện liên hệ bên em nha. Hotline 0966 421 739 Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Đây tất cả là hàng zin nguyên bản hết thì bên em tháo máy ra. Thì đối với dòng uh, uh, trên tay em đây là chiếc củ mẹt uh, 6 kva thì cái phe dây nó sẽ ngắn hơn uh, dòng này dòng 7 kva. Thì đối với dòng 6 7 kva mà của mẹt thì nó có tương tự cái mô, cái form củ nó như nhau củ tròn như này. Cái thằng uh, 6 KVA thì cái phe này quý khách hàng thấy cái phe màu đen này thì nó sẽ ngắn hơn. Đấy, ngắn hơn thằng 7 KVA. Đây 7 KVA đây quý khách hàng Đấy. Cái tem này thì trong quá trình sử dụng thì nó có thể mong mất. Đấy. Thì bên em đã đấu hoàn thiện này, dây ra này. Đấy, hai đầu dây ra 220 sẵn được quý khách hàng nha Nắp đuôi cuộn phát thì cuộn phát này thì uh, là hàng nguyên bản tháo máy ở bên nhà em. Đấy. Bên em chế hoàn thiện rồi về là mình chỉ sẵn gác lắp lên máy thôi lỗ khoan lỗ chân đỡ giá củ phát là bên em đều khoan thì 100 hay là 1000 cái mặt bích thì bên em đều chế như nhau nha độ dày và chất lượng đều như nhau đấy Nên quý khách hàng quan tâm liên hệ bên em nha tất cả sản phẩm này đều là hàng zin nguyên bản hết nha quý khách hàng đấy bên em nói không cái hàng làm lại hàng làm lại thì bên em sẽ bán rẻ cho anh em thợ về để bán hoặc là chế lại còn nếu mà hàng nguyên bản thì giá nó sẽ khác nha quý khách đấy. Bên em không bán hàng làm lại, đấy. rất đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ. À.